Câu chuyện thứ nhất Hồn ma cô gái chủ trọ Tôi đã dọn đồ đạc và rời đi ngay trong đêm hôm đó Thật sự là tôi rất sợ hãi Chỉ vì nhìn thấy hồn ma con gái của chủ nhà trọ Vũ đến trọ học ở hàng cơm bà cụ đỗ đã 3 tháng rồi Nhà chặt trội, mái lợp tôn Nên mùa hè rất nóng nực Nhưng Vũ không muốn tìm chỗ trọ khác Bởi vì bà cụ đỗ tính giá rẻ Phần vì mọi việc trong nhà cụ làm lấy Ít phải thuê mượn Phần vì chính gia nhà ấy Cụ cũng không phải mất tiền thuê Bà cụ đỗ hồi cư rất sớm Thấy gian nhà bị chiến tranh tàn phá Chỉ còn trơ lại hai bức tường và một gian gác xếp đằng sau Nên dựng mái tạm trú Mãi chủ nhà chưa thấy về Nên cụ yên trí ở Tưởng chừng như đất của mình Gian gác xếp ấy bỏ không Có lẽ vì thấy có nhiều chiếc rầm gỗ bị cháy xém Sắp rơi Trần lại nhiều chỗ nứt lở Nên chẳng ai dạy gì hứng lấy tai nạn Mùa hè đến Cùng với những kỳ thi vũ cần phải học nhiều lắm Nhưng không được như ý Nhà chật trội quá khách ăn hàng lại thường đông, ăn uống bì bô dầm dĩ. Hơn nữa, mái tôn càng làm nắng hè gay gắt. Bởi vậy Vũ đã nghĩ nhiều đến gian gác xếp bỏ hoang ấy. Một chiều chủ nhật, Vũ mượn được thang dựng trèo lên xem. Gác tuy bỏ hoang nhưng không đến nỗi bẩn quá. Sàn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có nhiều bụi cát cùng với một ít vôi vữa long trên trần xuống. Tường cũng còn khá sạch, riêng cái cánh cửa đều đã mất hết. Gió bên ngoài lùa vào mắt rượi Vũ suy tính nếu mình quét dọn qua loa mỗi buổi tối trèo lên gác xếp này, thắp nến mà học rồi giải chiếu thì cũng tốt quá. Vừa yên tĩnh lại vừa mát mẻ. Cẩn thận Vũ hỏi qua bà cụ thì được bà ưng thuận ngay. Bà chỉ dặn thêm rằng. Nhưng cậu phải coi chừng, nhà cửa ọp ẹp lắm. Khéo mà oan giả. Ngay buổi chiều, Vũ hiểu quét dọn, gió lùa vào mắt rượi. Dàn gác bỏ hoang đã được Vũ đặt cho cái tên văn vẻ, nghìn phòng các. Mấy chồng sách vừa để học vừa để gối đầu, một ngọn nến, một manh chiếu, đó là tất cả đồ đạc cần thiết trong căn gác đón gió này. Tối đến Vũ sung sướng trèo lên gác của mình, lại rút luôn thang lên theo, vì e ngại mấy ông tổng xã rượu say rồi lén ra quấy. Thật là tĩnh mịch, tiếng huyền náo trong hàng cơm vẳng xa hẳn, bên ngọn lửa lén lập lè Vũ yên trí học. Nhưng trơn bài được mấy lần, Vũ đã thiêu thiêu ngủ gục, cho đến lúc tiếng chuông đồng hồ nhà thờ gióng giả, Vũ mới chẳng mở mắt Trời bạch nhật có lẽ đã 6 giờ sáng Cây nến cháy đến gốc còn lưu lại vũng nến đọng. Cuốn sách đêm trước vẫn còn mở ở trang học sở Vũ bực mình quá vì thường rất tỉnh táo Có khuya mệt thì đi ngủ Chứ không bao giờ ngủ gục như vậy Vũ cho đó là vì gác mắt mẹ quá Lại yên tĩnh nên dễ làm cho người ta chợp mắt Đêm hôm sau Vũ đề phòng cẩn thận Ăn cơm xong Vũ uống một cốc cà phê thật đặc Lại mang lên theo một bao thuốc lá nữa Gió lùa mắt rượi, tiếng cười nói vang vang xa dưới ánh nến chập chờn theo gió vũ ngồi chăm chú học nhưng không hơn gì đêm trước chốc lát đã thiêu thiêu buồn ngủ giật nhớ vũ với tay cầm lấy bao thuốc lá nhưng lại nghĩ hãy cố dùng nghị lực chống trọi đã cùng lắm hãy nhờ đến thuốc lá dùng ngay e sẽ thành thói quen và vũ không bóc bao thuốc vội để bao lên chồng sách nhưng chỉ một lát sau vũ đã ngủ gục cho tới khi tỉnh dậy thì đã thấy cây nến hao quá nửa vũ giận mình vô cùng vũ nhất định lấy thuốc lá để chống lại cơn buồn ngủ lạ lùng nhưng bao thuốc lúc nãy để trên chồng sách đã không thấy nữa có lẽ khi ngả lưng xuống tôi đã cô quay làm rơi bao thuốc trắng vũ bèn nhìn quanh và quả nhiên thấy bao thuốc lá ở ngay sau lưng mình nhưng lạ thay bao thuốc lá đã bị bóc ra từ bao giờ một điếu thuốc lại cứ lui ra khỏi bao chút ít như sẵn sàng mời vũ hút vũ dụi con mắt kinh ngạc chàng cố nhớ lại và đinh ninh quả quyết lúc trước chàng chưa hề bóc bao thuốc mà chỉ để bao nguyên lên chồng sách vừa suy nghĩ vũ vừa rút điếu thuốc ra ngậm lên môi ngay phía sau vũ bỗng một cái diêm xòe lên một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đưa que lửa mời vũ châm thuốc vua hoàng hốt nhìn lại và thấy đó là một người nữ lang rất đẹp tuổi khoảng 16-17 có vẻ như một nữ học sinh vũ liếc mắt nhìn cái thang tre thấy vẫn còn để nằm yên chỗ chân tường nữ lang mỉm cười và nhắc anh châm thuốc tiếng nói nhỏ nhẹ như gió thu vũ ngập ngừng mãi mới thốt ra lời cô 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 đến đây đêm khuya nữ lang ngắt lời nhà em ở gần đây Nhân nhìn qua cửa sổ Thấy cây nến bị anh của tay đổ nghiêng Nên vào dựng lại Vừa toan quay về Thì anh chợt tỉnh Vũ nhìn lại Quả nhiên thấy trên mặt chiếu Có vết sáp nến loang Nếu vậy Không có nữ lang Nửa lén có thể bén dần qua chồng sách Nhưng Vũ vẫn tò mò muốn biết Xin cảm ơn cô Nhưng cô là... Nữ lang mỉm cười Em tên là Ngọc Bách Nhà ở cạnh đây Nhân đêm khuya trần chọc không ngủ được Thấy gian gác này trước bỏ không Nay có anh lửa và bóng người nên tò mò nhìn vào. Anh tha lỗi cho em nhé. Vũ hỏi tiếp, nhưng cô làm cách nào mặc ra đây được chứ? Nàng mỉm cười, anh không nên hỏi nhiều. Em là vận gái, lại chưa quen anh bao giờ, nên đột ngột đến đây, thật quá ư chơi chẽn. Chính vì vậy mà em không muốn nói rõ, anh biết nhiều để làm chi. Ngừng một lát, nàng lại tiếp, chúng ta quả là tình cờ gặp gỡ. Thời gian gặp mặt, chưa thể biết dài ngắn ra sao. Vậy tốt hơn, là chúng ta cứ vui khi cùng nhau gần gũi. Vừa nói xong, nàng đến ngồi xuống chiếu sắt bên cạnh Vũ. Vốn tiếng người đứng đắn, Vũ nghiêm sắc mặt nói. Trai gái gặp gỡ đêm khuya là một sự chẳng hay. Hơn nữa cô và tôi lại chưa hề quen biết bao giờ. Và lại tôi đang cần yên tĩnh để học vì kỳ thi đã tới nơi. Nếu cô có lòng mến, xin để trưa mai tôi có thì giờ dỗi rãi sẽ tiếp chuyện với cô. Nữ lang làm ra bộ hờn dỗi. Nàng đứng dậy liếc nhìn chồng sách trên chiếu rồi cười nhạt có lẽ anh tưởng chỉ có anh là học thôi ư và anh tưởng những môn hình học không gian phân tích hóa học kia của anh là ghê gớm lắm rồi sao có lẽ vì thế nên anh mới dám đem so sánh giữa học với tình vũ sốt ruột cô muốn tranh luận gì thì xin hãy đến trưa mai đi nữ lang không nói gì hơn nữa quay ngoắt đi vũ siết nỗi ngạc nhiên khi thấy nàng không buông lối cổ thang mà lại vượt qua cửa sổ gió đêm khuya càng thêm lạnh lẽo vũ bất chợt thấy dùng mình nhưng được cái không buồn ngủ nữa Đêm ấy chàng học được kỹ càng cho đến 3 giờ sáng mới dọn dẹp đi ngủ. Hôm sau lúc đi học về, ngồi ăn cơm, Vũ lại lựa lời hỏi bà cụ đỗ. Nhưng bà cụ cho biết hai bên hàng xóm không hề có một thiếu nữ nào. Và cả quanh đây không có cô con gái nào tên là Ngọc Bách giống như hình dáng của lời Vũ tả. Vũ ngạc nhiên nhưng chưa nói rõ sự thật ý muốn đợi xem trưa nay. Người con gái kỳ dị ấy có đến gặp mình như lời đã yêu cầu không? Nhưng không thấy cô ta đến. Buổi tối hôm ấy, Vũ lại lên căn gác của mình ngồi học Chàng lại thiêu thiêu buồn ngủ Khi gió mát lùa vào Tuy vậy chàng đã biết trước sự việc xảy ra Nên ông Dung lấy thuốc lá châm hút Rồi ngồi đợi Quả nhiên chốc lát thấy Ngọc Bách đến Lần này Vũ thấy rõ ràng Làng đi lối cửa sổ mà bước vào nhẹ nhàng Như một cái bóng Ra chiều thân mật Ngọc Bách ngồi ngay cạnh Vũ Rồi là lơi trách Em hôm nay lại hơi muộn Anh có giận không Vũ lặng thinh không nói Chỉ lấy sách vở ra học Nàng lại nhìn chằm chằm vào mặt Vũ rồi tiếp Có lẽ không giận Nhưng ít chừng cũng mong đợi lắm thì phải Vũ thẳng lời cự Hôm qua tôi đã nói với cô Rằng tôi bận học thi không tiện tiếp chuyện Tôi đã hẹn buổi trưa nói năng Thì sao cô lại không lại Ngọc Bách tỏ ra vẻ phụng phịu Anh tưởng con gái muốn gặp đàn ông một cách tự nhiên Lúc nào cũng được hay sao Anh không sợ người ta trông thấy dị nghị ư Về phần em thì không ngại Nhưng lo cho anh bị người ta chế giễu Vũ lắc đầu Tôi không sợ việc làm đàng hoàng chẳng sợ ai hết mặc cho có người ngờ vực nhưng lòng mình thẳng thắn thì dư luận sai lạc ấy cũng chẳng quan tâm tôi ngại là ngại sự đêm hôm khuya khoát cô lại đây nguyên một sự gặp gỡ ấy cũng là bất chính rồi vậy mong từ sau cô đừng đến đây nữa muốn hỏi gì xin đợi ban ngày ngọc bách rưng rưng rồi khóc một lát sau mới nói em biết khi người con gái tự tìm đến gặp người con trai bao giờ cũng bị khinh bỉ nhưng em dám đường đột chẳng qua là tưởng anh khoáng đạt không chấp nê những nhỏ nhặt thường tình không ngờ anh cũng chẳng hơn gì người khác vừa nói nàng vừa gục xuống khối vũ mà khóc nức nở nhưng vũ gạt ra nghiêm giọng bảo những lời tôi nói đã đầy đủ rồi cô nên hiểu biết và đừng quấy dày thêm nữa rồi quay sang phía khác mà ngồi học lớn tiếng làm như không có ai ở cạnh mình cô gái vùng đứng dậy nàng biến sắc nói số anh sắp chết đến nơi rồi ta thương tình đến cứu lại không biết thân còn làm ra bộ kiêu kỳ vậy hãy coi chừng Nói rồi cô ta bước ra cửa sổ Biến mất Câu chuyện thứ hai Người phụ nữ trong mưa Vào một hôm trời âm u Và mưa lớn ở trường trung học dạng đông Đã tiết cuối rồi Mà thời tiết chẳng có chuyển biến gì tốt Mà thậm chí còn tệ hơn Nam đang ngồi nhìn vu vơ ra ngoài sân trường Mà không chú tâm đến bài giảng của thầy giáo Thằng Hải ngồi kế lấy tay lay Nam làm nó thoát khỏi cái cảnh vật lắng lặng buồn tẻ ngoài sân trường. Này, ông làm gì mà cứ nhìn ra ngoài đó thế? Bộ không sợ thầy phạt à? Ôi, à, tự dưng cơn mưa này làm tôi buồn ngủ và không có hứng nghe giảng nữa. Nam trả lời với một cái ngáp mệt mỏi. À, nhắc đến mưa mới nhớ, ông có biết tin đồn về người phụ nữ hay đứng bên cột đèn giao thông vào những ngày mưa không? Ủa? Vụ này tôi chưa biết, kể nghe xem người ta hay nói vào những hôm trời mưa lớn thế này này có một người phụ nữ hay đứng kế bên những cột đèn giao thông và hễ bà ta xuất hiện ở đâu là chỗ đó có tai nạn xảy ra có lần một người đi làm về trễ đã thấy người phụ nữ đó ông ta khẳng định là Cây cột đèn giao thông mà bà ta đứng kế trở nên rối loạn nên tạo ra những tín hiệu không rõ ràng và như tớ đã nói lần đó cũng có một tai nạn giao thông xảy ra người ta nói rằng cô ta chính là hồn ma của một người phụ nữ chết cho tai nạn giao thông ám vào những cái cột đèn đấy ôi trời ba cái chuyện vớ vẩn Do mấy bà ngoài chợ đồn bậy mà Tớ cũng hay đi xe đạp vào ngày mưa Có bao giờ bị đâu Em kia nói chuyện trong giờ học Cuối giờ ở lại dọn lớp cho tôi Thầy giáo cầm phấn chỉ vào Nam Ôi trời Xui thật Nam thở dài Nam này Tôi không chắc chuyện đó có thật hay không đâu Nhưng hôm nay cũng là một ngày mưa lớn đấy Cẩn thận vẫn hơn Ờ à, rồi Rồi có là thật thì chắc tớ cũng không gặp bà ta đâu Đừng lo mà sau khi dọn dẹp phòng xong Nam nhanh chóng xuống bãi xe và lấy xe phóng vụt về nhà Nhưng thật xui xẻo Ra đến đầu đường thì lại bị xẹp bánh xe Nam cố tìm người bơm lốp xe ở gần trường Nhưng có lẽ hôm nay ông ta đã nghỉ làm Thế là Nam đành sắt bộ chiếc xe đạp về nhà Đường phố hôm nay thật vắng lặng Mọi ngày đều có xe qua lại rất đông Nhưng hôm nay một bóng ma cũng chẳng có Già đến đầu đường Nam chợt thấy một người phụ nữ mặc toàn đồ trắng Đang che một cây dù Cũng màu trắng nốt Đang đứng kế cột đèn giao thông Chợt nghĩ đến câu chuyện của thằng bạn Nam hơi dùng mình một chút Nhưng cũng tự chấn an mình rằng Đó chỉ là một người chủ nữ đang chờ xe mà thôi Nam có đi thật nhanh vụt qua chỗ bà ta đang đứng Này cháu trai Trông cháu sắt xe mệt lắm Hay đứng kế chung mưa một chút Dù sao cây dù này cũng lớn mà Nam ngước lên Khuôn mặt người phụ nữ đó rất đẹp Không thể nào là người phụ nữ trong tin đồn Dù sao thì dắt bộ cái xe này trong trời mưa tầm tã cũng khá mệt Nên Nam cứ tỉnh chú kế bà ta một chút này cháu biết không Người phụ nữ lên tiếng Sao ạ Trước đây con trai cô và lũ bạn thường chơi ở con đường này Nó dễ thương lắm cháu à Trong lúc bà ta đang nói Thì có tiếng động cơ xe ở phía sau nam Nhưng vào một ngày nọ Nó đi học về như thường lệ Và một chuyện khủng khiếp đã xảy ra Lúc đó nó băng qua đường Thì bị một chiếc xe cố vượt đèn đỏ đâm phải Do không cứu kịp Đã tử vong ngay sau đó Ờ chắc cô không chịu nổi cú sốc đó đâu nhỉ Ừ, chắc gì đó nó rất cô đơn. À, ta có thể nhờ cháu một chuyện được không? Chuyện gì ạ? À? Cháu hãy xuống dưới đó. Tiếng động cơ xe ngày càng gần hơn. Bầu bạn với nó nhé. Nam kinh hãi tột độ, bà ta vông tay định đẩy Nam, nhưng có giọng nói của trẻ con cất lên. Mẹ ơi! Một đứa trẻ có khuôn mặt sáng sủa, dễ thương kéo áo bà ta nói. Mẹ đã chết rồi, sao không xuống ở với con, mà lại làm những việc này vậy? Dừng lại đi mà mẹ! mẹ đã chết. Vâng, mẹ đã chết sau khi con mất được hai tháng rồi, mẹ không nhớ sao? Mặt bà ta bỗng biến sắc, có lẽ vừa nhớ lại một điều gì đó. Phải rồi, sau khi con chết, mẹ đã rất sốc và suy sụp và mất. Mẹ à, đừng làm việc này nữa, chúng ta ở cùng nhau vui vẻ như lúc trước nhé. Bà ta buông Nam ra và ôm lấy đứa con của mình. Cảnh tượng cuối cùng là Nam nhìn thấy trước khi ngất xỉu, là hình ảnh hai mẹ con họ dần biến mất trong cơn mưa. Sau đó Nam được người đưa đi vào bệnh viện với tình trạng sốt cao do ngoài trời mưa quá lâu. Tin đồn về người đàn bà trong những ngày mưa cũng biến mất. Câu chuyện thứ ba, ma chết oan do bị xe cán. Câu chuyện bắt đầu khoảng năm 84, lúc đó Thanh Châu học lớp 7. Một hôm có cô giáo trẻ tiên lan trên đường đi dạy về, đến trước nhà Thanh Châu thì bị xe lô, một loại xe vận chuyển những năm 80 tông trúng hắt văng vào bụi cây chết tươi lúc đó cô giáo lan đang có mang khoảng một tháng sau cô út của thanh châu đi ruộng về tự nhiên xưng tên mình là lan và than thở ở bên kia cô bị đói lạnh dữ lắm linh hồn của cô chỉ quanh quẩn nơi cô chết vì gia đình cô có nhờ ông thầy để lo tẩm liệu cho cô ông thầy này nói sợ cô đang có thai mà bị chết bất đắc kỳ tử oan ức như vậy sẽ thành tinh về nhà quậy phá và ông đã làm phép yếm linh hồn cô không cho về nhà cũng không có ai cúng kiếm Gia đình Thanh Châu nghe cô Lan than thở như vậy Thì cũng cho cô ta Và xin cô đừng nhập cô út nữa Nhưng sau đó cô ta vẫn cứ thỉnh thoảng lại nhập vào cô út Có lúc hành cô út chạy ra đường Đâm đầu vào vô xe tự tử Cũng may là có người cản kịp Khi bị nhập Cử chỉ của cô út lúc đó người không ra người Mà đến hãi hùng Cô gái tay yếu chân mềm là vậy Chỉ đến lúc bị nhập Cả năm sáu người thanh niên lực lưỡng trong xóm Cũng vất vả với cô út Cô vung tay một cái là mấy chàng xiềng niềng không phải chỉ có một mình cô út Mà cô Hoa trong nhà cũng bị nhập Nhưng bị ít hơn cô út một chút Còn mấy người khác trong gia đình thì ngủ cứ hay bị đè bị nhát Nhà bếp thì chén đũa đồ đạc không có ai đụng tới Vẫn cứ khua rộn ràng Trong khoảng thời gian này Chuyện cô Lan nhà Thanh Châu Khi đó thuộc loại khá giả Có nhiều xe bốn bánh trong nhà Kinh doanh có tiếng tại ngã ba Lang Si Thủ dầu một Bình Dương Bây giờ nó nằm gần khu du lịch Đại Nam Bình Dương Nên nhà Thanh Châu không có tích tiền mời thầy về nhà cúng giải Ngặt nỗi thời đó nhà nước cấm mê tín dị đoan Cấm cúng kiếng Nghe báo cáo có hiện tượng ma nhập rồi cúng kiếng Nên ông chủ tịch xã xuống nhắc nhở Làm việc nhà Thanh Châu Nhưng chứng kiến cảnh tượng ghét giận quá Thì ông cũng lắc đầu luôn Ông nói Thôi coi như tôi chưa biết gì hết Thấy ghê quá Thành thời gian gia đình muốn làm gì thì làm đi Từ đó gia đình Thanh Châu không còn e rẻ giấu giếm Khi mời thầy về cúng nữa Thầy nào giỏi biết tiếng là mời Mà không phải chỉ có thầy Pháp thầy cũng không đâu thầy trong một số chùa có tiếng ở hóc môn bình dương gia đình thanh châu cũng đều đã đi đến cầu cúng hết không biết có phải vong hồn cô lan thành tinh rồi hay sao mà mạnh lắm nên hết thầy này đến thầy khác không làm gì được mấy thầy yếu yếu thì cô lan nhập vào cô út hất bàn đập phá khi đang cúng chửi bối om sòm. lên chùa thì vong cô lan cho cô ngồi yên về nhà năm bữa nửa tháng lại nhập quậy tiếp hồi đó mỗi lần cúng là hai chỉ vàng sau này thì mười mấy triệu chứ không ít gì trong số các thầy nhà Thanh Châu đi cầu cúng Công thầy năm rộng Bây giờ ông chết rồi Khi còn sống ông rất nổi tiếng ở ngoài thị xã Người ta tới nhà ông cúng nhiều vô kể Riêng cúng xe tải xe làm ăn Là mỗi đợt quanh nhà ông đoàn xe dài thườn thượt Phần bánh trái cúng xong Chứa vào cả thùng Phải đi kiếm chỗ cho bớt Cây kim chìm dưới nước ông đọc chú một hồi Nó cũng trồi lên Ông tới nhà Thanh Châu làm phép dán đầy bùa Nhưng lúc ông có mặt thì êm Ông về thì đâu lại vào đấy Cô Lan vẫn quậy tưng bừng mấy người nhà Thanh Châu chuyển luôn xuống nhà ông ở một thời gian. Vì nghĩ rằng nhà ông như cái chùa cái am nên linh thiêng có thờ tự, ở đó tụng kích niệm Phật từ từ sẽ hết. Cô Lan sẽ không dám quấy phá nữa. Nhưng vẫn không có tác dụng thành từ gia đình Thanh Châu giao bán căn nhà. Khổ nỗi không bán được cho ai. Người ta nghe tiếng căn nhà là sợ chạy chối chết chứ không ai dám mua. Vì chuyện cô Lan chấn động cả khu ở Ba Lăng Si và kéo dài nhiều năm liền. Nhà Thanh Châu đã đi thầy và cúng kiến đến nỗi mà bước vô nhà Thanh Châu là tưởng vô cái an thầy Pháp. Khắp nhà chữ đình nằm gian rộng lớn, gồm hai bên, một bên bà nội và mấy cô chú ở, một bên ba mẹ Thanh Châu ở. Anh chị em Thanh Châu thì chạy qua trở lại giữa hai bên. Toàn là những tấm giấy bùa dán đầy mấy cây cột và gách tường. Bầu không khí nặng nề và lạnh tanh bao trùm căn nhà. Gia đình Thanh Châu thiệt là mệt mỏi. Mẹ Thanh Châu bị hành bệnh lên bệnh xuống đến nỗi chán quá cạo luôn cây đầu gia đình thanh châu cũng đã tìm đến nhà cô lan để kể chuyện cô lan và xin người nhà của cô làm phép giải ếm cho cô nhưng gia đình của cô lan từ chối sau đó thì gia đình thanh châu dọn đi chỗ khác chỉ còn mình thanh châu ở lại căn nhà đó thanh châu thì từ đầu đến cuối không bị nhát nhưng về sau này thanh châu cũng phải dọn đi nơi khác vì khi có vợ sinh con lúc con thanh châu sanh ra được một tháng đón nó từ ngoại về nhà thanh châu nó khóc ngày khóc đêm dọn đi nơi khác thì hết bây giờ thì một bên nhà Mé bà nội thanh châu ở lúc trước đã được tháo rỡ vì sợ không người ở không có dương khí thành ra nhà hoang thì ma quỷ lại tụ tập chỉ chừa một bên nhà để thỉnh thoảng gia đình thanh châu ai về chơi thì về riêng cô út của thanh châu thì không dám về vì cho đến tận bây giờ cô út về căn nhà đó vẫn bị nhập như thường thậm chí đám rỗ ông bà gia đình thanh châu cũng phải tổ chức ở chỗ khác vì tổ chức ở đó người nhà tụ tập về thì y như rằng thế nào cũng có người trong nhà bị nhập còn em dâu thanh châu cách đây vài năm khi đang có thai ở chỗ khác thì không sao. Mà cứ về nhà là tự nhiên khóc lóc, suốt ngày đêm và cứ đòi cắt lưỡi tự tử. Nó cũng không dám về đó. Và sau này nghe đâu khi gia đình Thanh Châu dọn đi hết thì cô Lan chạy sang quậy phá, nhập vào nhà cô Thanh, nhà đối diện bên kia đường. Tình tiết thế nào thì Thanh Châu không rõ lắm. Trước khi nhà Thanh Châu có chuyện cô Lan quấy phá thì hàng xóm hay ghé chơi xem truyền hình. Còn mấy đứa con nít bạn Thanh Châu thì tụ tập chơi quan chơi kiểu ở cái hàng ba đến khi xảy ra chuyện thì làm ai cũng sợ. Nhất là một lần nọ, sau thời gian dài thấy cô út do cô Lan nhập về quấy phá. Bà tư sậu kế bên nhà thấy bực mình vì bà không có tin. Bà qua chỉ trò lớn tiếng. Đừng có quậy nữa, nếu có mà thiệt ngon qua đây nhập tôi nè. Cô Lan qua sát cô út trả lời. Đúng 12 giờ trưa mai, bà bước chân ra đường sẽ thấy mặt tôi. Mọi người chờ đợi không biết việc gì sẽ xảy ra. Trưa hôm sau, con gái bà sậu là con bé nhiên đang khỏe Xong tự nhiên lăn đùng ra bệnh Nằm sóng xoài trước nhà Lúc đó đúng 12 giờ trưa Bà sầu bị một phen khiếp phía Và phải khấn xin rất nhiều nhiên mới hết Từ đó không chỉ mình bà sầu sợ Mà cả xóm không ai dám qua Hay cho con cái qua nhà Thanh Châu chơi nữa Làm cho căn nhà đã lạnh Nay càng lạnh tanh Ngay chỗ cô Lan bị tông xe chết Sau này có thêm nhiều người bị tai nạn nữa Cũng có nhiều người chết Và thỉnh thoảng người dân trong xóm đi ngang qua chỗ đó Lúc chạm vạng hai trời tối lại bị nhát ma có khi thấy ma ngồi ủ rũ chỗ gốc cây Có khi thấy hai bóng người đang dìu nhau đi Nhưng lại gần là mất tiêu Không có ai Qua tất cả những chuyện này Chứng kiến nhiều nên Thanh Châu không có sợ ma Nhưng tin có ma quỷ thánh thần cũng như trời Phật Kinh nghiệm trận mạc tiếp xúc quá nhiều thầy bà Kể cả là sư tăng Thì Thanh Châu có gì đó ngăn ngán Và không tin tưởng họ nữa Nên sau này Thanh Châu ít đi chùa Cũng không đi thầy bà Cố gắng sống hiền lành và ở nhà khấn vái vậy thôi chuyện thứ tư năm câu chuyện ngắn được sưu tầm về điểm báo người sắp chết chuyện 1, những ai có em út con cái còn nhỏ đừng nên cho đi tắm sông nguy hiểm cậu bạn học cùng đại học mình kể hồi cậu 15 tuổi ở quê rất hay ra sông gần nhà để tắm cậu ý bơi khá giỏi và thường bơi qua sông rồi lại bơi lại một lần sau khi đá bóng xong cả hội cùng rủ nhau ra sông tắm đang bơi giữa sông tự nhiên cậu ý thấy mình bị một ai đó túm vào vai và cứ thế ân mạnh xuống vẫn còn đập được chân tay cố ngoái lại xem là ai thì cậu ý thấy một anh bộ đội cứ ra sức gỉ lấy và dìm cậu ấy lúc này trên bờ sông các bạn đang kêu hò chạy đi tìm người cứu vì thấy cậu ý cứ lúc chìm lúc nổi khua khoáng loạn xạ sau đó tự nhiên cậu cảm thấy có ai đó nhấc bổng mình lên và không bị chú bộ đội kia dìm nên lại tự bơi được vào bờ cậu ý bảo hình ảnh rất rõ không thể nhầm được sau này cậu ý đi cùng một người bạn vào chùa Ngồi ở sân Có một sư cụ ở chùa ra nhìn một lúc rồi bảo Cháu có người đi theo Cứu cháu hai lần chết hụt rồi Chuyện 2 Các điểm báo người sắp mất Trước tiên là bà ngoại mình Mất năm 1980 Thọ gần 86 tuổi Bà mình to khỏe hồng hào và đặc biệt mắt tinh Sâu kim không cần kính Từ đầu năm chưa mùng một Tết Mình cùng ba mẹ lên chúc Tết bà thì thấy mà út gọi và nhờ vứt hộ một con mèo nhà ai đó chết cho cổ trên cái dây phơi nhà bà ngoại sau khi nhà mình vào thì thấy bà mình không được vui lắm và bà kể sáng sớm nay mùng một tự dưng ông già cổng vố sang sông đất rồi lại bảo tôi biếu bà cỗ tổ tôm để bà lót quan tài người già vốn sợ chết và kiên cứ ngày một tết mà lại gặp ông lầm cầm thế không buồn sao được đang ăn trưa quây quẩn nghe đoàn một tiếng thì ra một bên cô đối cổ treo hai bên bàn thờ mấy chục năm tự dưng bị mọt rơi xuống rồi từ ra riêng bà mình có vẻ khỏe hơn hẳn Cứ đòi đi về quê thăm viếng hết mọi người Rồi ra mộ tổ tiên cứ khấn vái là Nếu năm nay đến lượt con đi Thì cho con chết ngày giờ Đừng bắt chết năm chết tháng Mà khổ con cháu phải hầu Đến tháng 5 Thì bà vừa tắm xong lúc chiều Thì đứt mạch máu não và ngã xuống hôn mê Cấp cứu trong viện đến 4 giờ sáng Là bà mình ra đi thanh thản Như bà tiên đang ngủ Năm 2004 Thì mẹ của mình cũng đột quỵ sáng đi chợ, chiều đã mất. Cả năm 2003, mình đi xem bói thì nhiều người nói là cuối năm có tang người thân. Mình cứ lo cho ba mình vì ba mình hay đi xe máy ngoài đường. Mình lo sợ tai nạn giao thông. Chứ mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà và đang khỏe mạnh mà. Đến tháng 10 thì tự dưng mấy cây mai trên ban công chưa hề tuất lá mà đã nở rực rỡ. Mình nhớ ngày xưa đọc hồng lâu mộng, có chứng nói hoa nở trái mùa sau đó nguyên phi họ giả chết nên mình cũng lan tăn năm 2003, tự dưng mẹ mình lại đồng ý đi Trung Quốc và Thái Lan chơi. Trong khi những năm còn trẻ, mẹ mình luôn từ chối đi nước ngoài vì say máy bay, say tàu xe. Đến Tết thì cả gia đình vẫn bình yên. Mình thở vào nhẹ nhõm, thầm chuyển mấy lão thầy bói nói nhăng, nói cuội là mình bất an nửa năm trời. Thế là mình đi chơi vung lên các nơi sau Tết, như được giải tỏa tâm lý nặng nề, sẽ quan tâm nhiều đến mẹ trong mấy ngày sau Tết nữa. Nhưng đến ngày 11 tháng riêng thì mẹ mình mất y như bà ngoại khỏi nói mình đớn đau uất ức thế nào. Rồi khi xem ngày chôn các thầy chùa đều nói là ngày 14 tháng Dương mới lập xuân. Theo thuyết xưa thì mẹ mình vẫn mất vào cuối năm cũ. Sau này mình nhớ lại hết những trường hợp họ hàng hay quen biết, thì rút ra một điều là những người già vốn ngại đi xa mà tự nhiên hứng đi chơi thăm thú hay du lịch thì hầu như là điểm báo sẽ ra đi trong vòng 6 tháng tới. Câu chuyện thứ ba mình sẽ kể lại chuyện thật có liên quan tới việc động vào đất chùa. Mới đây thôi, đầu tháng 9, người quen của mình đưa thầy phong thủy về để sắp mộ cho gia đình. Đi qua một chỗ, bỗng thầy phong thủy ngoảnh hẳn đầu ra và bảo Sao chỗ này nhiều long thần hộ pháp thế nhỉ? Thầy dùng từ gì đó người quen của mình nhắc lại là long thần hộ pháp, đại loại là như thế. Khu nhà đó là nhà dân, cũng nghèo và vắng vẻ. Thầy có vẻ ngạc nhiên vì sao chỗ đó trông bình thường mà các ngài lại ngự nhiều thế. Chuyện chỉ có vậy thì không sao Nhưng tuần trước bác ấy về quê Có đi hỏi kia lại khu nhà đấy thì hóa ra Khu nhà đấy trước đây lâu lắm rồi Là một cái chùa cổ Khoảng hơn 100 năm gì đó Xây bao giờ không ai nhớ rõ Đại loại là mấy cụ già bảo là từ hồi nhỏ đã thấy có chùa ở đó rồi Sau đó khoảng năm 40-50 Thì chùa bị phá Người dân xung quanh còn lấy gỗ của chùa về nhà Và sau đó có người đến ở tại khu vực đó Và chắc chắn là cái nhà đó Không thờ cũng Phật đâu chuyện chùa cổ này không ai nhớ đến chỉ đến hôm vừa rồi thầy phong thủy đi qua thì mọi người mới nói lại chuyện này và mọi người ngạc nhiên quá vì sau bao nhiêu năm chùa bị phá và không ai thờ cúng vậy và thầy phong thủy vẫn nhìn thấy rất đông các ngài ở đó vào ban ngày ngẫm lại thì gia đình đó và các gia đình xung quanh vận hạn kém lắm có nhà đã bỏ đi khỏi đó rồi tuần trước đọc bài báo về vùng quê người dân lấy khuét đất chùa để bán sau cả làng gặp vận hạn mình nghĩ chắc chắn có liên quan đến nhau chứ không phải chỉ là chuyện ngẫu nhiên ai bảo đụng vào đất chùa chả sợ vì phật hiền từ mình nói thật là không dám đâu sợ lắm nghĩ lại cũng thấy nhiều người vô thần vô thánh tín độ quá liều thật là ghê chuyện thứ tư cách đây mấy năm em cũng chẳng nhớ nhưng đợt ấy hà nội mình có dịch cúm ah một n một đại loại là cúm gì ấy em chả để ý bạn em tự dưng cũng bị thế là các bác sĩ bệnh viện bạch mai tống ngay xuống viện viện bệnh viện nhiệt đới nằm cùng với hai em nữa trong đó có một em sinh viên. Bạn em tuy là nằm viện nhưng bệnh cũng không nặng lắm, nhưng xét nghiệm thấy cúm đấy thì lập tức bị tống nằm cách ly. Ăn uống sinh hoạt vẫn bình thường. Buổi tối nhà có việc bận, bạn ấy bảo chồng về ngủ đi, ở đây cũng có hai cô nữa nằm ngủ cùng rồi. Nó đang ngủ thì tự dưng mơ thấy một bác trung niên, đầu đội cái mũ như kiểu mũ nồi ngày xưa, ngồi trên ghế cứ xoay xoay xong cười cười trêu nó. Con bạn em cũng đánh đá, liền mắng cho bác này một trận, bảo Ông này buồn cười thật đấy, người ta đang ốm nằm viện Có gì đâu mà cười, ông đi chỗ khác đi Sau một lúc thì tự dưng ở bên cạnh giường em sinh viên Tự dưng khóc toáng lên Cháu xin bác, bác đừng đánh cháu Đừng bắt cháu đi Con bạn em sợ quá Lai mãi mà em sinh viên đấy không tỉnh liền đi gọi bố mẹ em ấy ở phòng bên cạnh Vì là viện nhiệt đới nên không có nhiều bệnh nhân Nó kể nhìn cái hành lang hôn hút của bệnh viện Mà nó hại đến tận bây giờ Sau đó bố em sinh viên kia sang nay mãi em mới mới tỉnh Em ấy kể có một bác trung niên đầu đội mũ như mũ nổi Đến cầm roi đánh em ấy van xin thế nào cũng không được Trùng với hình ảnh mà bạn em gặp trong giấc mơ Đêm ấy hãi quá ba chị em không ai ngủ được nữa Thức đến sáng Kể lại cho mọi người thì người ta nói rằng trước đấy Có một bác như thế mất ở phòng đấy Chuyện thứ năm Bạn em là dân kinh doanh bất động sản Đã từng mua bán đất rất nhiều Cách đây chừng hơn 2 năm Bạn em quyết định mua một căn biệt thự ở khu đô thị Văn Quán Nhà xây thô rồi Thế bảo ưng lắm mà giá tại thời điểm ấy là mua được Bạn em liên hệ với chủ nhà đấy Để đi xem nhà Và nếu ưng thì đặt cọc luôn Nhưng chị chủ nhà bận Bảo hai vợ chồng bạn em cứ đi xem cho kỹ đi Vợ chồng bạn em đến xem cái nhà đấy Vào khoảng tầm 5-6 giờ Nhá nhăm tối Cảm nhận ban đầu là thích lắm Đến khi bước vào trong Tự dưng cô bạn em thấy lành lạnh gai gai hết giống lưng Người cứ như bị cảm mệt rũ ra Tưởng như là trúng gió Nên bảo chồng đi về không xem nữa Hôm sau, vì vị chủ nhà hỏi có lấy nữa không để chị ấy còn biết đường, thì bạn em bảo vẫn lấy, chiều ra ngân hàng rút tiền đặt cọc. Bạn em là đứa không mê tín gì, chiều rút 200 triệu định tối mang ra nhà chị chủ nhà luôn, không xem nhà nữa. Vì hai nhà mặt đường chả phải suy nghĩ gì. Khoảng 6 giờ, sau khi ăn cơm xong, hai vợ chồng định xuống đặt cọc, vào đến ngõ nhà chị ấy ở ngã tư sở thì phải, tự dưng bạn em bảo chồng. À, anh Thế ơi, anh cho em đến xem lại cái nhà ấy đi, cho yên tâm, em vẫn thấy có gì đó nó không ổn đấy chồng bạn em chiều vợ liền theo bạn em xuống xem vừa bước chân vào nhà bạn em lại có cảm giác y như lần trước bạn em đi về không đặt cọc tiền nữa đêm ấy về bạn em nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ là bạn em mua được căn nhà ấy rồi sửa sang rồi mời tân ra bạn về đến rất đông mọi người ai cũng khen nhà đẹp nhưng bạn em loáng thoáng thấy có ai bảo nhà mới gì mà chưa ở đã mục bạn em nhìn lại thì đúng tại sao nhà mình lại như nhà cũ hỏng rồi ấy rồi bạn ấy mơ tiếp thấy khi khách khứa đã về hết hai vợ chồng lên giường nằm ngủ thì tự dưng mưa rất to to như chưa từng có chỗ vợ chồng bạn em nằm tự dưng rột nó lẩm bẩm bảo nha mới gì mà đã rột rồi chồng đi lấy xô hứng nước thì tự dưng dưới đất không phải là nền gạch mà là nền đất cứ nhão ra nhão dần rồi sâu hóm không có đáy sau đó bạn em lại nhìn thấy bên hiên nhà có một đôi nam nữ đứng đấy chu mưa cứ lặng lẽ lặng lẽ chả nói gì bạn em bảo sao nhà mình lại có người vào được hôm sau mẹ chồng bạn em gọi điện bảo không thể mua được cái nhà ấy đi xem thầy bảo âm khí nặng lắm có hai vong một nam một nữ chết trẻ ở đấy bạn em sợ quá cả ngày chẳng làm được gì nhưng ghê nhất là chị bạn của bạn em làm về nhà đất bảo rằng khu biệt thự đấy có một dãy nhà trước em không nhớ giờ cả khu bị lún, người ta phải xếp bao tải cát trước nhà nên mới có giá rẻ thế em nghe xong mà hoảng quá mất ngủ mấy hôm liền